À, vâng, xin chào các bác. Em tranh thủ đêm hôm lọ mọ khu cái con đài Aiva ra kiểm tra. Em lại mới về được một mớ đài dăm bảy mười cái gì đó búa xua. Thấy cái con Aiva này nghe có vẻ gọn gàng, trông cũng dễ thương. Do vậy là em banh nó ra để kiểm tra về mặt kỹ thuật. Các bác có thể thấy đây là hai cái loa này, dòng đài Site của hãng Aiva. Củ toàn dài tầm khoảng 9 cm, màng giấy gân lụa xếp tẩm dầu, trở kháng là 4 ôm, công suất mắc là 3W. Với đài thì 3W là quá ổn rồi các bác. 4 ôm 3W. Củ loa thì còn rất đẹp. Những cái dòng đài bãi mà nó chưa sử dụng tại Việt Nam ấy, mặt mũi nó có thể có chảy xước nọ kia, nhưng mà ruột gan nó còn đẹp, bởi vì nó chưa sử dụng tại Việt Nam. Mà các bác biết rồi, cái khí hậu ở bên Nhật nó khá là tốt. Nó tốt ở cái điểm là cái độ ẩm không khí nó không cao như ở Việt Nam. Cái không khí ở Việt Nam chúng ta ấy, cái hình thái thời tiết của Việt Nam chúng ta đó là nóng, ẩm, mưa nhiều. Những cái yếu tố này nó tàn phá đồ điện tử rất nhanh. Đó, cộng với cái khoảng khai thác sử dụng của người Việt chúng ta nó cũng ở cường độ cao, do vậy là đồ nó chóng chóng nát, chóng tã. Đó, đồ hàng bãi của Nhật thì chúng ta còn có thể sử dụng được, chứ mà đồ hàng bãi của Việt Nam ấy chắc là đi thẳng ra vựa ve chai mà cân ký thôi, chứ còn làm sao mà tái sử dụng được nữa. Trên cái con đài này em thấy cái bộ cơ cassette rất có giá trị các bác ạ. Đây là bộ cơ cassette dòng auto reverse, đầu từ xoay 90 độ. Các bác có thể thấy là đây, đầu từ đây. Và đầu từ vẫn còn rất chi là đầy đặn. Chứng tỏ là đời chủ trước nó rất ít dùng cassette. Hai bánh tì hai bên. Đây là dòng đầu từ xoay 90 độ auto reverse. Đây là main radio này. Nhìn thấy anten ferrite tụ xoay rồi IC. Và đây, đây là một cái main phụ cũng của bên phần radio. Em nghĩ là cái main này là cái main tăng cường âm thanh stereo. Tức là con đài này nó chú trọng bắt radio FM và kể cả sóng chung, thể hiện tốt âm thanh stereo khi nghe radio. Góc này chúng ta thấy cái tăng phô nguồn 100V. Ở đây là con IC công suất này. Đấy. Tản nhiệt của IC công suất, và đây là hai con tụ xuất âm này. Đây là tụ lọc nguồn này. Và đây là chiết áp volume. Đây là cái mic thu ngoại. Cái con đài này nó về nó cũng bị quăng ném, do vậy quai sách nó bị gãy. Đó. Em vừa mới phải gia cố lại cho nó chắc chắn hơn. Vậy thôi, cái quai sách nó bị thôi, còn những thứ khác là yên tâm, là không có chỗ nào bể cả. Đây là phía trên. Một cái điểm hay ở con này đó là nó lấy sóng bằng núm, đó rất dễ dàng. Đây là chuyển đổi băng sóng, đây là nghe mono stereo bên phần băng sóng FM.
Đây là gạt sang bên trái thì nghe băng cassette, gạt sang bên phải thì là nghe radio, đây là volume. Đó. Một cái điểm hay tiếp theo ở con này đó là nó ngoài cái vấn đề sử dụng điện lưới thì nó còn lắp được 6 quả pin vào, xách đi đây đi đó, dầu anten zin, và kích thước của nó khá là nhỏ gọn, nó rơi vào tầm khoảng 36 hoặc là 37 cm gì đó, rất gọn gàng, chúng ta có thể xách đi đây đi đó. Đó, đôi khi những cái món đồ nó không phải, nó lợi thế không phải là ở cái sự hoành tráng, mà nó lợi thế ở cái điểm là nó có khả năng di động cao. Đó. Rất nhiều cái đài to đùng ngã vật có lắp được pin đâu ạ, mà chẳng có ai người ta xách những cái con đài to khủng bố đi cà phê cà pháo cả. Nhưng với con đài này thì hoàn toàn có thể xách đi cà phê cà pháo được. Em sẽ test cụ thể và sẽ có giải trình thêm ở đoạn sau video. Mong các bác chú ý theo dõi. Vâng, em đã lắp vào xong xuôi. Đây là một cái con đài, nó có cái thiết kế khá là trang nhã, với các góc cạnh được bo tròn, với một cái tông màu, đây là màu xanh đậm, kết hợp với hai cái e căng bằng lưới thép màu đen. Trông nó, em thấy nhìn vào cái đài này có một cái cảm giác khá là dễ chịu. Đây không hẳn là một cái gam màu nó rực rỡ, nhưng mà cũng đủ để chúng ta có được một cái cảm nhận về màu sắc. Màu xanh đậm, hàng bãi về thì các bác biết rồi, không thể nào mà tránh khỏi những cái vết chảy xước. Và em cũng hết sức là nỗ lực để mà lau chùi cho nó tươm tất hơn. Đó. Có vết chảy ở ngay bên cái cửa cassette. Đó. Ở trên cái chỗ phần báo vạch lấy sóng. Đây là một cái giải được làm bằng nhôm. Nó cũng có hơi hơi móp nhẹ vào. Tóm lại nhan sắc này, nếu như mà xét theo tiêu chuẩn hàng bãi thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Chúng ta sẽ bước vào bản test. Đầu tiên là nghe radio đã. Của 4 cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Bình Thuận đều tố giác ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, sinh năm 1969, có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan công an xác định nội dung các tố giác không có dấu hiệu phạm tội. Do vậy, công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định không khởi tố vụ án. Cụ thể, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền nghệ sĩ Hoài Linh quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2020 là 15,4 tỷ đồng. Trong đó, Hoài Linh đã quyên góp bằng tiền cá nhân hơn 500 triệu đồng. Sau khi nhận được quà cứu trợ, nhiều địa phương đã có thư cảm ơn. Hoài Linh có thông báo kết thúc đợt quyên góp, nhưng sau đó các nhà hảo tâm vẫn tiếp tục gửi tiền vào tài khoản của ông. Trước đó, vào cuối tháng 5 năm 2021, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo ông Hoài Linh ngầm số tiền hơn 14 tỷ đồng hỗ trợ miền Trung. Phía nghệ sĩ Hoài Linh cho biết, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nghệ sĩ này lại bị bệnh nên không thể đi miền Trung, dẫn đến chậm trễ giải ngân tiền từ thiện. Đầu tháng 6 năm 2021, đại diện của Hoài Linh đã có mặt tại miền Trung, trao khoản tiền từ thiện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của một số tỉnh. Tổng số tiền giải ngân là 15,2 tỷ đồng, gồm tiền quyên góp từ thiện và lãi phát sinh. Dẫn của gia thể lực Park Hang Seo ra vào nội dung kỹ chiến thuật do huấn luyện viên Park Hang Seo điều hành. Về cuộc đối đầu sắp tới giữa hai tình địch trong khu vực Đông Nam Á, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho rằng: tôi tin chắc một điều, các cầu thủ chúng ta sẽ chơi tốt. Và cái sự sợ Thái Lan tôi chắc chắn lứa này không bao giờ có sợ, bởi vì họ thắng bên ngoài Thái Lan quá nhiều. Trận đấu này tôi nghĩ rằng là nếu nói về sức mạnh tập thể thì chúng ta thấy hai nhà lãnh đạo thảo luận về các vấn đề liên quan việc giải quyết xung đột ở Ukraine mà Moscow cho là nguyên nhân do Kiev không sẵn sàng tuân thủ các thỏa thuận Minsk. An ninh châu Âu và tình dòng này mà để nghe radio thì miễn chê các bác ạ.
Những cái con Aiva bao giờ nó cũng có một cái ưu điểm là nó bắt sóng khỏe hơn, căng nét hơn so với những cái dòng đài của những hãng khác, kể cả Sony và Panasonic. Về cái khả năng bắt sóng radio vẫn còn nằm dưới Aiva một bậc. Đây là một cái điều hết sức là kỳ lạ. Khi em tháo cái đài này ra, các bác hẳn là thấy hãng Aiva đã có một cái giải pháp, có một cái bo mạch riêng biệt để xử lý cái phần âm thanh stereo khi chúng ta nghe radio. Và đặc biệt ở trên cái con đài này, kể cả nghe sóng chung, sóng AM, nó vẫn có khả năng thể hiện được âm thanh stereo. Đã có một thời gian ở bên Nhật có một cái trào lưu mà bây giờ người ta vẫn giữ, đó là trào lưu nghe sóng chung. Và có những cái đài phát đó, người ta phát ở cái trạng thái stereo. Ở Việt Nam ta thì cái vấn đề sóng chung mà phát stereo thì nó rất chỉ là hiếm, nhưng ở bên Nhật thì cái đấy là phổ biến. Ở Việt Nam thì cũng có một vài đài phát của Trung ương và của tỉnh cũng có phát ở cái trạng thái FM stereo. Khoản này thì những bác mà yêu đài chắc hẳn là biết em đang nói cái gì. Giờ chúng ta sẽ nghe đến một đoạn cassette. Rất may mắn là trên cái con đài này, dây cua loa bên phần cassette vẫn xài được. Em sẽ test một đoạn băng cassette. Thực ra thì em rất muốn test một cái băng cassette mà có nhạc nhẽo nó tử tế, nhưng mà các bác phải thông cảm, bởi vì tất cả những cái băng cassette mà có nhạc nhẽo tử tế ấy, thì nó đều có bản quyền. Và khi nó có bản quyền ấy mà em phát lên cái là thằng YouTube nó yêu cầu chặn hoặc là xóa video của em ngay. Và như vậy nó rất chi là phí công. Ví dụ như là em đang có một cái băng cassette khá là xịn sò của hãng Sony. Tất cả những dân chơi băng cassette mà nhìn vào cái băng này là biết level nó đến đâu rồi. Đời chủ trước người Nhật nó ghi vào đây những cái chương trình mà có bản quyền. Do vậy bố em xúi em cũng chẳng dám phát. Thôi thì em đang có một cái băng tụng kinh Phật. Thôi thì em cứ mở lên để cho các bác biết là cassette nó còn quay he. Phố địa ngục về má được cái vui niết bàn, nhớ cái khổ địa ngục về má. Nặng quá, băng nặng quá các bác ạ. Cái băng kinh Phật này em vứt xó lâu lắm rồi. Thân thể địa ngục quỷ ma được, thân thể kim cang bỏ cái khổ địa ngục quỷ ma được, cái vui niết bàn, nhớ cái khổ địa ngục quỷ ma pháp bồ đề tâm bổn vô lượng vớt vớt ở đây. tâm và thân tâm an lạc vĩnh viễn, không còn mọi thứ tai nạn trở ngại biến nào và tâm đạt. Nghe mà hiểu được chết luôn. Đây, cái băng này thì nó xịn sò này, nhưng mà mở lên là rất dễ dính bản quyền. Em mở nháy cho các bác nghe nhé. Nghe cái băng chất lượng cao nó sẽ khác đấy. Đó, các bác nghe và có thể cảm nhận được rõ âm thanh stereo. Băng này đừng xin nhé, em không cho đâu ạ. Đó, băng nào mà xin thì em cho cái băng tụng kinh này nhé.
Đây là kinh Lương Hoàng Xám 9 bằng UD90 ở Noi, à bằng HF90 của Sony nhé. Xin đem cho để tỏ rõ cái tấm lòng thơm thảo. Nhớ gái cô địa ngục về ma pháp bồ đề tâm bồn vô lượng tâm. Như vậy là băng cassette ơn Chúa vẫn chạy. Chúng ta sẽ xoay ra phía sau xem qua một chút. Màu này là màu xanh đậm. Ruột gan thì các bác nhìn thấy rồi, quai sách có gãy và em có xử lý rồi, yên tâm. Ở đây là thông số này. Iva Stereo Radio Cassette Recorder Modem R28 thì phải. Điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 10W. Điện áp DC 9V, tức là lắp 6 quả pin made in China. Thường thì những cái con đời cao như thế này thì nó sẽ ghi là made in China. Đó, phía sau có chảy sơ sơ. Đây, nắp pin đây. Cái lớp put, à cái lớp mút mút ở đây này, nó vẫn còn này. Và các cọc pin là vẫn còn ngon, sáng màu, chưa bị rỉ sét. Em đã lắp thử 6 quả pin C vào đây, hát tốt. Đó, báo như vậy để cho bác nào mua con này yên tâm. Có nhiều ông này lo ngại là nghe điện lưới thì được, nhưng mà lắp pin vào không biết có hát không. Em đảm bảo lắp pin vào là hát. Và pin này là pin C. Pin C là pin nào thì em đã có đề cập và đã đưa mẫu ra một vài lần rồi. Như vậy anh em chúng ta đã bước qua những cái bản test trên con Iva R28. Hình thức thì em đã đặc tả rồi. Đài zin tuyệt đối, chưa sử dụng tại Việt Nam. Em bán con này với giá 700.000 đồng. Không phụ lòng giao phó của Bác Hồ và Trung ương Đảng, vị đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam đã trở thành vị tướng huyền thoại, gắn liền với hai cuộc trường chinh của dân tộc trong thế kỷ 20, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập tự do và thống nhất đất nước. Lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng sinh thời, mỗi lần có ai hỏi về điều đó, chưa một lần đại tướng nhận công lao ấy của riêng mình. Phạm nhập thân cộng hiện của tôi thì... Em nhìn con này em thấy đẹp đấy ạ. Thực sự là đẹp. Trông nó có những cái đường nét khá là tinh tế. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu con này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này. Áp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao. Sức mạnh hơn hẳn về kinh tế, tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử. Tài năng là vậy, nhưng ông luôn là một vị tướng vô cùng giản dị, gần gũi. Sự giản